Hóa ơi. Đấy, không ở trong nhà. Ấy. Ôi thế thôi để tao để đây nhá. Anh em ơi! Hay vào! Hay vào! Hay vào! Đấy này. Anh ơi. Đấy. Nãy giờ xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng báo cho các bác một tin vui là Thắng đang chuẩn bị chờ để đón em Phạm Dũng và em Phan Diễm và bạn Tú xe đầu kéo Vlog đến với cả Hà Giang và đến với cả Hoang Mạc Đá, đến với vùng cao để tiếp tục đồng hành cùng với cả Tất Thắng giúp đỡ một ngôi nhà và khánh thành một ngôi nhà mà lần trước em Dũng em Diễm đã ra đây và đã trao cái số tiền là 70 triệu để làm nhà. Đó, Thắng thông báo cho quý cô bác anh chị là biết được như vậy. Và ngày mai thì Thắng chắc là sẽ đưa em Dũng sẽ bắt đầu vòng quanh Hà Giang và di chuyển đi Mèo Vạc, tiếp tục đồng hành cùng với quý cô bác anh chị. Đó chính là một phần quà của cô Mùi. Đó, hôm nay Thắng mang hai phần quà vào cái hướng này trao cho nhẹ. Một là nhà ông Hòa Mù ở dưới này. Đấy, ông Hòa Mù thì đã được anh em Tất Thắng tạo điều kiện cho một thằng cháu, thằng bé ra ngoài chỗ của anh em Tất Thắng làm nhà hàng ở ngoài đó. Và hiện giờ thì ông Mù ông ở trong này cùng với cả một người con dâu đó. Và nữa là một phần quà cho nhà chị Mo. Lâu lắm rồi Thắng cũng chưa vào nhà chị Mo. Sao anh Sự anh đứng kiểu gì đấy, cứ quay ra quay một vòng ấy. Anh đang đứng xem hả? Cái xe đi xuống à, xe máy. Đấy, mời Caramel đi xuống dưới này trước để anh em mình xong di chuyển. Anh như kiểu biểu dưỡng thời trang nhỉ, anh vác ấy. Em thấy anh là quay một vòng như này, không biết là quá. Hả? Anh chuyển vai ấy. Thế đưa đây em vác cho. Nó mỏi vai. Hả? Thế mỏi quá thì đổ nhá. Đi xuống nhà ông Hòa Mù để trao cái phần quà này của cô Mùi. Đấy, hai phần quà để này là của cô Mùi, cô ấy tặng cho những người già, những người khó khăn. Đấy. Cái này là nếu mà bê tay đi một đoạn ngắn thôi, nặng. Cái phần quà này là 301.000. 301. Đấy. Anh Sự này là nếu mà tính ngày xưa mà để mà đi vác ấy thì không vác được bao nhiêu cả. Hay là bây giờ anh có tuổi rồi nhỉ? Có tuổi rồi, chứ anh vác khỏe lắm. Chứ anh vác bao cân? Không biết được, nhưng mà cứ lên mà cảm thấy mình đi được là mình đi. Cảm thấy á? Mà ngày xưa Thắng tiết lộ cho các bác là anh Sự từng đi đào vàng rồi nhá. Làm gì có cân. Hả? Ở đấy là ít cân. Ít cân đó. Còn toàn cái cân ấy thôi. Cân kéo này. Cân của lắm thì có cân điện tử bây giờ. Trong cái việc mà ở cái khu vực này, cả một cái khu này, ngày xưa là em ước em mới có giúp làm cho cái tuyến đường vào trong này, trong cái thế nhô mai rùa. Nhà trưởng thôn lành phành bên kia kìa. Thắng đi vào đây cái nhanh để Thắng trao quà xong. Tại vì Thắng còn kịp đi cao nguyên đá Đồng Văn với cả em Dũng Diễm. Tại vì theo cái chương trình của cô Mùi ấy, cô ấy nói với Tất Thắng rằng là cố gắng làm nào mà trao cho hết 62 cái phần quà này của cô ấy là trước rằm đi giúp cô ấy. Nên là Thắng sẽ trao nốt ở đây để cho bên này. Đương nhà Hòa Mù đi bên này chứ. Anh buồn cười này. Anh nhanh quên thật. Anh đi bên đường kia đi phải. Hôm nọ mình anh em mình đi lâu chắc quên, hôm nọ mình đi. Hả? Đi cái đường nó xuống sâu mà. Anh không nhớ à? Mình còn nấu cơm ăn cơm nhà ông Hòa Mù mà. Hôm nọ mình đi bằng đường đấy này. Từ ngày hôm đấy mình còn mua gà ở đây để hỏi nhà này sao không hỏi. Nhà đang xây nhà vệ sinh nhỉ. Em ơi anh hỏi tí, từ ngày có phải đi qua nhà để sang nhà ông Hòa Mù không nhỉ? Hòa Mù là xuống sông sông dưới này. Đấy. Số kia đường đất bên kia xuống thẳng xuống kia sang kia. Thế à? Vâng. Anh nhớ có nhầm đâu. Thế thì
Thế gì? Rồi, anh cảm ơn nhé. Ê, quên đường. Ông nhớ đường hơn này. Phải là rẽ bên này à? Hả? Lúc nãy không, bên này rẽ trái. Không, bảo lúc nãy là rẽ bên này à? Rẽ phải. Kế rồi, rẽ phải. Đi xuống à? Đi xuống. Ôi giời. Đây ốm rồi nhỉ? Sao lại có đường mới à? Đây à? Ừ. Phải đi đường này không á? Đúng rồi. Hay đi trên này nhỉ? Đường này, đường kia là lên nhà Phình. Thế mà anh sự anh nhớ mà anh không dám khẳng định. Nhưng mà anh cũng mang máng thôi đúng không? Thì anh nhớ vào sao lại hôm nay lại có đường mới. À đi qua cái nhà xây kia đúng không? Thôi. Hả? Đi vòng vòng theo bờ ruộng này, đúng rồi, đi qua nhà đây. Còn nhà chị Mo nữa. Mo lại lên dốc tiếp. Tí nữa vác nhà chị Mo mới ác. Tí nữa cho anh Sự làm caramel còn kế vác. Nên nhà chị Mo nhỉ? Anh Sự làm caramel được không? Hả? Không được nghe chắc là được. Nhưng mà có cái vác thì anh hay mình thay nhau vác. Dạ. Ừ. Để đưa đây vác cho. Bây giờ sắp đến nhà rồi. À, nhà ông ấy kia rồi. Đúng không? Hả? Bên nào? Bên vẫn như ngày mà. Ừ. Đường này đâu. À, chào em. Phải đưa ông vào nhà ông Hòa Mù không nhỉ? Đúng rồi. Phải vào nhà ông Hòa Mù không nhỉ? Ông nhà ông Mù tít trong. Tít trong kia nhỉ? Chú cảnh ha. Ngã giờ. À, đi qua nhà này mình cứ nhớ nhầm mà đi qua nhà kia. Chào bà. Vâng. Ông Hòa Mù giỏi lắm nhá, vẫn đi làm ruộng được mà. Ông cứ lần lần sờ sờ. Kiểu trước kia người ta chưa mù, người ta vẫn nhớ được ấy. Nhỉ? Cái ổi sai thế. Không. Không đưa vác cho. Hả? À? Đi bộ bằng cây số ấy. Nhờ. Một cây luôn mà.
gần đâu? Không đến cây nhưng mà cũng phải 700 mét. Cả đi sai đường nữa. Đây nhà ông Hòa Mù đây. Ông ở đây. Ông Hòa ơi. Hả? Ông Hòa ơi. Đấy, ông ở trong nhà. À, ông đang nằm à? Vâng, chào ông nhá. Cháu này hả? Vâng. Ông có biết cháu không? Cháu Nguyễn Tất Thắng. Biết. Cháu mang quà ăn cho ông à? Mang quà cho ông à? Vâng. Ông có thích không? Ông đi ra đây được không? Ra. Đấy, xem ông thể hiện nhá, người mù đi nhá. À, ông có cái gậy. Một mình ông ở nhà à? Có một mình ông ở nhà thế à? Các cháu đi đâu hết rồi? Vâng, đúng rồi. Vâng, thằng Báo lên làm thuê cho trông xe cho cháu đây. Ngoan lắm. Vâng. À, cháu có cái quà của cô Mùi. Đây này. Đây anh Sự à, lấy hộp sữa cho ông uống trước. Tạm ứng trước á. Ông ốm à? Ông ơi, bị cảm. Cảm á? Bị cảm là 2 ngày, 3 ngày đâu. Ôi giời. Thế nguy hiểm quá nhỉ? Già rồi mắt mũi không nhìn thấy nữa. Đây. Bọc sữa ra. Đường. Đây, ông Sự châm nhậu uống hết hai lọ này là vừa. Con cháu thì đi làm hết rồi. Thôi thằng kia, thằng Báo ra làm là được rồi. Ngoan. Đây, ông uống sữa đi. Ông đưa tay đây. Đây, cháu đưa lên mồm. Đây, cả cháu, hai cháu nha. Vâng, ông uống đi. Ông phải cẩn thận phết đấy. Đây là ấy là con dâu đây đúng không? Vợ của mẹ của Báo đúng không? Báo lên mẹ. Cho cháu nhỏ này một hộp này. Đây cho hộp này luôn. Đây, hộp sữa. Biết bắt tay đâu. Thôi cháu xin phép này. Cháu có gửi đồ này của cô Mùi nhá. Cho gia đình. À, cháu đi về á. Mù chê không? Cháu đi lên trên nhà cô Mùi á. À lên nhà ấy á. Chị của Vân Cô Đơn đó. Có phải sai đường không ông Sự nhỉ? Không. Đúng đường rồi. Hả? Đúng đường rồi.
từ từ. Hình như đầu kia rẽ phải. Quay lại đi. Thôi đi đi đường này. Không. Cũng được. Đường này cũng lên được. Đường này đi vòng. Đi đi. Nó đỡ dốc. Đường này không dốc. Đường này là đường xe máy. Đây lên gần đến rồi này. Bên này như họ mới làm đường đào xuống thấp. Ừ. Đường kia dốc lắm. Đấy đúng rồi đấy, thế là có một chỗ rẽ lên là chuẩn đấy. Đúng rồi. Đây. Không phải đường này đâu, đường này. Phải. Đường kia luôn, rẽ ở đầu kia. Đây lên nhà bà Mo này. Đi lên dốc mà. Sợ không có nhà. Tức ấy. Cái này vừa mới phát thôi. Đường này là vận chuyển xe máy lên này. Đúng không? Chạy đi anh Sự. Mỏi quá, nhưng mà không tôi đi được. Anh đi nào mà như kiểu vịt đi. Nhầm đường thật sao? Thôi đi đi. Đi rồi chấp nhận thôi. Đây là nhà đây này. Nhà đây mà. Đúng rồi. Đúng nhỉ? Kia xây nhà à? Không phải. Không phải, không phải. Phải có một cái nhà xây chứ nhỉ? Ừ. Trên trên. Nhà trên. Mỗi nhà bà Mo nhầm. Đi đúng rồi. Mình hơi rậm cỏ quá, không nhớ đâu đến đâu cơ. Có một cái nhà xây mà. Mình xây nhà. Đẹp lung linh mà. Ôi trời, đi đường này xa quá. Đường này xa nhưng mà nó không dốc. Đường kia dốc. Hôm nay cái ngày gì mà toàn để đi nhầm đường ấy. Ngày đi nhầm đường. Ngày đi nhầm đường à? Anh em chơi bời kiểu này chết thật. Mấy đường dừng còn nhầm nữa mà về đường phố làm sao mà nhớ được hết rồi. Về phố lộ phạt. Đường dừng đi vẫn cứ nhầm bình thường. Phố đi cũng vẫn cứ nhầm. Bảo sao xuống thủ đô là anh em hay đi sai đường. À, có nhà không? Khói khói chưa phải rồi. Mình lên cái dốc này này bức rồi. Hả? Mình bác mình đi cái dốc này. Mệt quá. Thế này đi này. Tí nữa về sau uống rượu rồi. Miếng mạc mình Xuân Hữu. Nhưng mà em đi cho em cứ vã mồ hôi ra cả em. Chó ác lắm. Cứ lên đi, không sợ đâu. À kia đường này rào đi lên đây. Đường này. Chống chó lên. Này. Wow. Quá chó đi. À này. Lớn phát rồi đấy nhờ. Mẹ đâu? Chim này không bay à? Đây, ra đây chú Thắng bảo. À, còn một thằng nữa. Thằng Thái Bí không ạ? Nhà hôm nay nhờ người làm à? Hả? Nhờ mấy người làm? Hử? Quên rồi. Con bị ốm à? Không. Hả? Không. Mắt đỏ thế, mệt thế. Đây, kế. Đây. 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 Túi bị rách rồi. Đây là quà của cô Mùi nhá. Gửi tặng cho gia đình nhá.
Đây, con ra đây. Đấy. Mì tôm, sữa sủi với tôm đấy. Mắm muối, mì chính, mì tôm, sữa. Lấy sữa cho các cháu chơi luôn. Sữa, sữa chia cho em luôn. Đây là súp. Bột canh nhỉ. Mì chính này. Đường nữa. Đường, bột mì. Cái này làm bánh nhé. Làm bánh đen dầm nhé. Nhiều bác không biết là khi mà trao ở bên chỗ Lùng Trang ấy, đấy là cái này là chuẩn bị dằm rồi. À, các bà con rất thích cái này để làm bánh bánh dạ, bánh rán. Đấy. Đấy. Bây giờ nhà cửa ấy nào, mở cửa cho chú. Mẹ cần chìa khóa. À mẹ cầm chìa khóa đi à? Vâng. Thế thôi. Đấy, chú về đây nhá. Trao quà của cô Mùi cho nhá. Về mẹ thế nhá. Tên cũng tên là Mùi sao nhỉ? Tên gì nhỉ? Mùi. Đấy. Cùng tên với cô Mùi. Bao nhiêu tuổi là có bao nhiêu tuổi con? Năm nay là 12. Năm nay là 12 tuổi á? Vâng. Học lớp mấy nhỉ? Lớp 8. Lớp 8 à? Năm nay đi. Thế là năm nay phải 13, 14 tuổi rồi. Lớp 8. Chưa đến. Lớp 8 là 13 tuổi. Chuẩn bị đi học rồi. Vâng. Thằng này nhớ không nhầm trước mình bảo thế năm nay khai giảng không đi học à? Không à? Hôm nay mới khai giảng chứ đã học đâu mà phải đi. Nên là khai giảng không cần phải đi. Chưa cần học chữ. Ghê thật đấy. Thôi đi nhờ. Thôi chú Thắng bảo chú Thắng gửi quà cô Mùi nhá. Vâng. Thay lời cảm ơn cô bác Mùi đi. Em cảm ơn bác Mùi. Đâu rồi, chó nó không cắn đâu. Chó nó biết mặt rồi. Biết là mang quà đến. Thôi, mù chê á. Nhá. Vâng. Những mấy con chim chào màu này? Hai con. Hai con à? Vâng. Bên kia con nữa à? Không bay đi à? Chào non đúng không? Thôi, chú đi đây. Đấy, bay luôn. Thôi, thẳng về nhà hàng ạ. Bây giờ mình đi đường này. Thôi mình đi đường vòng kia may mà không lên dốc, không dốc lại tức lắm. Bây giờ thì anh em Thắng đã về đến Hạ Thành Quán. Đấy, em Xuân Hữu Đàn Tính. Xuân Hữu chào các bác nhá. Tí nữa thì em Xuân Hữu thì sẽ nhận cái quà của anh Việt. Vâng. Tại vì qua đây là Thắng cũng phải tiện thì nói luôn, quý cô bác lại hiểu nhầm là Thắng là chưa đưa đồ của anh Việt. Vâng. Và đưa đồ anh Sự tí nữa, đưa cả đồ của Phen Phen với cả Đài TV. Cái túi đen đấy là cho con xe rồi. Tí nữa để vào đây. Okay. Ước nó để lên đấy rồi. Okay. Đấy, bây giờ thì anh em Thắng chờ Dũng Diễm đến. Hello anh em nhé. Xin chào. Xin chào. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá. Lâu ngày quá rồi anh em mới gặp được nhau. Mạc Minh nhỉ? Một tháng rồi gặp rồi. Anh Mạc Minh đứng bên này là cứ như là đoàn của Phạm Dũng vậy. Anh ấy tưởng nó trong miền Nam ra. Hôm nay là anh Thắng là vừa mới có công việc là xong là chạy về đây đón tiếp anh em mình luôn. Đúng rồi. Hôm nay là giới thiệu với cả quý cô bác chút là Thắng cũng có một chút công việc riêng đấy tại cơ quan, và ngày mai thì Thắng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả em Dũng Diễm. Yeah. Tại vì là đã hứa hẹn với nhau là Thắng xuống Tuyên Quang xong cái là đi thẳng về Hà Nội. Yeah. Để gặp các em luôn, nhưng mà do cái công việc nó xảy ra đột xuất nên là Thắng lại phải trở về Hà Giang. Mọi người cứ nhắc anh suốt. Thế à? Anh nhắc anh Phạm Dũng nhắc suốt. Hôm nay không biết là còn ai nhắc nữa không. Cảm ơn anh Thắng, tại vì là mình có nói với anh Thắng là nếu mà công việc nó quan trọng quá thì cứ để sáng mai gặp nhau cũng được. Nếu mà hôm nay gặp nhiều khi là mệt, nhưng mà anh Thắng vẫn quyết định là xong việc là chạy về đây để gặp anh em mình luôn. Thế tối nay không say không về. Thế là có định say à? Xác định rồi đấy. Nhưng mà đây đèn sáng quá anh ha. Nhắm quá trời đèn. Lúc ấy thấy có người nào nói trăng chắc là nhầm đèn thành trăng. Mời các anh em vào trong này, lâu rồi là mới được đón khách quý. Đấy, hôm nay có kênh Phạm Dũng này, xe đầu kéo này. Đấy, đến Hạ Thành Quán nhiều lần rồi nhưng mà lần này thì mỗi một lần đến nó lại đặc biệt. Đấy, đến là đi làm thiện nguyện ở Hà Giang và mỗi một lần Dũng Diễm ra là đều có quà cho bà con nhân dân ở Hà Giang. Nên là Thắng là mong sao là đón được nhiều lần nữa.
để Dũng Diễm lại có tiếp tục những cái hành trình với cả Tất Thắng, trao đi những cái yêu thương đến với cả người dân ở vùng cao của Hà Giang. Để mà mình có thể giúp đỡ bà con này, và mình có thể san sẻ cái gì đó trong cái khả năng của mình, thì chúng ta cũng cần công việc nó thuận hòa thuận này rồi suôn sẻ. Nên là đứng ngay đây, thật ra em có ý đồ là muốn xin vía. Ở nhà hàng của anh Thắng là có củ cốc rất là to luôn. Củ này là hơn 3 tạ. Cụ này là vừa mới bị xóa ngôi đấy. Trước kia nó là to nhất nhưng bây giờ cụ bị xóa ngôi rồi. Cụ này giờ về nhì. Anh Thắng là vừa mới có được một cụ rất là to về Tuyên Quang đúng không? Đúng rồi, một cụ 7 tạ. Gần 7 tạ. Gần 7 tạ, 3 tạ nó to rồi. Cụ kia là gần gấp đôi, hơn gấp đôi. Quá đẹp luôn các bạn, màu rất là đẹp. Màu này hợp phong thủy với anh Dũng này. Thế à? Phạm Dũng là phong thủy là hợp màu vàng à? Dạ. À. Kiếm phong kim anh ạ. Dạ. Nhưng mà mỗi tội cái này nó bằng gỗ. Chứ nếu bằng đá thì tặng đúng không? Em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi đấy. Hôm nay là sơ sài, hơi sơ sài một tí, anh em thông cảm nhá. Mẹ đó là đủ món này. Vị nướng này, xôi này, cá nướng này. Cá này là hôm nay là phải nhờ đến 8-9 người mới bắt được bằng ngày cá. Ủa, đây cá, cá suối đó. Mà lượng nói với cả các bác biết rằng là con cá này ở Hà Giang ấy là lâu lắm rồi mới bắt được con to như này. Này là cá gì vậy anh? Con cá dầm xanh. Dầm xanh. Con này nghe nói rất nổi tiếng. Bây giờ nó là to lắm rồi. Đấy, còn đây là con sứt mũi. Sứt mũi. Cá sứt mũi anh. Nó chỉ thua con anh Vũ một tí thôi. Đây là nhìn cứ tưởng là bình thường nhưng mà toàn là cá quý các bạn. Đúng rồi. Tặng ở riêng đĩa này đấy. Còn đây là củ vũ dừa. Sao mấy lúc mê nha các bạn. Bữa giờ là không biết là có nhiều người tới đây ăn cái món củ dừa xào này không anh? Có nhiều chứ. Ôi giời. Bán chạy lắm. Thực ra là nếu mà ở ngoài Bắc này đôi khi mọi người sẽ không biết về cái củ hủ dừa sấy khô của Phan Diễm như thế nào, tại vì ở ngoài này ít trồng dừa đó. Nhưng mà nếu mà khán giả nào mà của khán giả kênh Phạm Dũng mà tới đây thì nhớ trải nghiệm thử cái dịch cổ xanh xào với củ dừa của Phan Diễm nha. Đúng rồi. Lần trước mà Diễm ra đây mà lúc chúng ta ăn dê ấy, thì sau đó thì một loạt tất cả những cái gần như là khán giả xem video clip của Dũng Diễm lên là lúc nào cũng đòi cái món này. Đấy. Món này của giờ nó gần như là đi vào đặc sản của gia đình rồi. Thật ra Diễm cũng chia sẻ một tí, thật ra đây cũng là một trong những sản phẩm góp phần cho mình cũng có thêm cái chi phí để đi chia sẻ với bà con. Đúng rồi. Nên hy vọng rằng khán giả kênh Phạm Dũng nếu mà có nhu cầu mua về củ hủ dừa sấy khô này, yến xào hay là hải sản của Phan Diễm ấy, thì mua thì các bạn cứ gọi đúng vào số hotline của Diễm là 0981 128 578. Còn các bạn mà đặt hàng ở trên Facebook thì khả năng là mua phải hàng giả giống như kiểu vụ của anh Mạc Minh nữa các bạn. Đấy. Thế nên là các bác mà cứ ủng hộ cho em Diễm là những cái đơn hàng lớn lớn ý để em Diễm còn ra Hà Giang nhiều để gặp anh Thắng. Trước khi ra đây là chắc là mời mọi người ngồi đi. Trước khi ra đây Phạm Dũng có nói ở Sài Gòn là khi mà mình chưa xây tặng ngôi nhà nào thì mình nghĩ nó bình thường. Nhưng mà khi mình đã xây một ngôi nhà rồi thì tự nhiên mình sẽ có ý muốn là xây ngôi nhà tiếp theo. Khi mà đã có ngôi nhà tiếp theo rồi mình lại muốn nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Đấu là ít nhất là 10 ngôi nhà. 10 ngôi nhà Hà Giang, cho chàng vào tay. Đó là sự mong ước anh. Tụi em thì tất nhiên là sẽ luôn phấn đấu. Ok. Thế thì các bác nhá, các bác nào mà xem video của Tất Thắng cũng như kiểu của Phạm Dũng và mọi người đều hãy chia sẻ, cố gắng ủng hộ cho để em Phạm Dũng và em Phan Diễm đạt được cái ước mơ 10 ngôi nhà ở Hà Giang. Yeah. Nếu mà hết 10 ngôi nhà thì làm gì nữa? Làm tiếp thôi. Mắt là cứ 10 ngôi nhà. Nhưng mà anh ơi, đằng này em thấy là tóc anh cũng cao ráo. Dạo này là tóc anh là đang nó có vấn đề. Dạ. Anh đang quảng cáo cho bên dầu gội đầu. Chia sẻ với Diễm là kiểu tóc của anh Thắng đang là viral đẹp nhất Hà Giang đấy. Không, ngày xưa em có được biết nha. Em được biết là những người mà ta nói là tóc á, mà hay cả anh Dũng cũng có, là người ta bảo là có hai cái vòm ở chỗ này là những người thông minh ấy. Dạ. Em nghe nói thế nhưng mà không biết đúng không. Cũng
quá thông minh nhưng mà chưa đáng kể. Nhưng mà hôm nay mình ra cái là mình gặp Phạm Dũng là mình ấn tượng luôn. Cũng tại vì là tóc lại cũng lại cùng minh cả kiểu của Tất Thắng. Hôm nay mà gặp là hai kiểu tóc của anh em thì hơi giống nhau đấy. Đúng rồi. Khấu Vài Lèng. Đây là rượu Khấu Vài Lèng thì các bác biết là lúc nào anh em Thắng cũng có ở cửa hàng. Đấy cũng như trên kênh của Phạm Dũng như bên cả Phan Diễm. Bạn Mạc Minh là một người mà luôn đồng hành cùng anh em Tất Thắng với cả Phạm Dũng, Phan Diễm rất nhiều. Cũng như bạn Tú Sai Đầu Kéo nữa. Những cái sản phẩm qua bạn Mạc Minh thì phải nói rằng khán giả đánh giá chất lượng rất cao. Vừa rồi là tuần vừa rồi là ở chỗ Tất Thắng là có hai ngày là bị cháy rượu Khấu Vài Lèng ấy. Hết rượu, thế là phải vào hang lấy. Đấy, lại phải vào hang cẩu ra. Không, thật ra là về nếu Khấu Vài Lèng như ai đã dùng rồi thì các bạn biết là cái công dụng rất là tốt chứ các bạn. Tại vì sao là khách mà Diễm mua và họ mua xong rồi họ dùng và họ quay trở lại họ mua là rất là nhiều. Với lại em nghĩ là ly đầu tiên là anh em mình chào mừng đi. Anh em gặp lại nhau với lại là chúc mừng anh Mạc Minh đã phá được một cái vụ mua hàng giả hàng nhái là siêu lớn. Đấy, từ hôm đến giờ mà Thắng cũng đi cùng Minh nhưng mà chưa công bố mà chờ để Dũng Diễm công bố là bạn Mạc Minh bạn ấy đã phá được một chuyên án. Anh bắt giọng đi. Chắc là lâu rồi khán giả của Phạm Dũng với Phan Diễm mà cũng không được nghe, như là Xe Đầu Kéo mà không được nghe tiếng, mà mình cũng lâu rồi không được phát huy cái tài năng. Tài năng nó bị ẩn giật quá. Anh em ơi! Hay vào! Hay vào! Hay vào! Em mời các anh nhá. Mời các nhà. Mời các anh chị nhá. La xong mà hô xong mà nhìn nhà hàng xóm không có ai nói gì mình không? Cao lên 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 cái nhỉ. Nào. Vào đi đấy nhỉ. 1 2 3 lên. Thấy anh em có vẻ đoàn kết rồi đấy. Đoàn kết nhỉ. Làm sự miếng canh đắng nhỉ. Đây là Diễm múc cho bạn Diễm canh đắng. Dạ đây, cho em xin bát nha. Mát gan, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Khỏe lắm em ạ. Cái lá này đợt vừa rồi là em gửi số điện thoại của anh cho mọi người hơi bị nhiều luôn á. Thế à? Cái này là đấy, cái tiêu đề nó ăn thuốc vào người nó chính là cái này đấy. Lấy cả một loại rau nữa đấy. Bây giờ là cứ nhắc tới cái vị đắng là mọi người nhắc tới lá đắng của anh Thắng luôn. Mát. Anh Thắng có phục vụ cái này bữa giờ được ngàn đơn chưa? Vừa rồi thì cũng nhiều đấy. Các quý cô bác là cũng tham gia ủng hộ trong những cái chương trình mà anh tặng bát tặng đũa với cả xây nhà. Đấy nên là cũng các bác ủng hộ và hiện giờ thì cái này gần như là không phải quảng cáo nữa. Ngày hôm nay cho em phân phối trong Sài Gòn nha. Các bác là dùng quen rồi. Thôi em mời cả nhà nha. Thôi mời các anh em đi. Dùng đi em. Đây đây bát đưa cho em. Đấy, nhưng mà sợ đắng quá mà em không quen. Vâng. Lần trước đi xuyên Việt trong kia ăn hoài luôn rồi đó anh. Ăn quen rồi, ăn quen xong là anh đi về đó. Đấy lúc mà anh quen ấy mà chưa tay xuyên Việt là anh phải xin một gói về ăn. Em tưởng là anh Thắng phải đóng cái thùng cho bây giờ là khéo ăn chưa hết mà ăn gói đấy gần hết rồi. Ăn cũng nên đợt này lấy là vừa đấy. Còn em đi vào trong đi cùng anh là em cứ nốt anh đắng thôi. Mình nói đắng nhưng mà khi mà mình hớt xong á cái hậu nó động lại bên trong cổ họng là cái vị ngọt. Đây Diễm ra xong là thử con cá dầm xanh anh Vũ này đi. Hàng thiên nhiên. Hàng thiên nhiên. 100% thiên nhiên. Em xin thử nha. Bây giờ nó hiếm lắm rồi. Cái con cá này là nghe rất là nổi tiếng luôn nha anh. Đúng rồi, con này là ngày xưa dùng để cống vua đó. Nó có cái dầm xanh ngang người đó. Đúng rồi. Lúc mà còn sống thì Diễm nghĩ nó màu xanh, chỉ có cái làm chín là nó hơi nâu lại. Lưng xanh mà có cái viền này nữa. Để em bẻ thử nha. Coi có xương cũng có xương dăm ấy, nhưng mà thịt của nó là đặc biệt lắm. Nó bé mà có trứng hết rồi. Đây em mời các anh bên kia. Vâng, để em bẻ ra. Vâng, cho xin. Anh em mình một loạn. Anh ăn phần nào đấy? Anh phần đầu đi. Thích đầu đi. Anh phần đầu đi. Chính là Diễm là trong mới ở Dũng là mất 4 ngày ra đến Hà Giang ấy nhỉ? Ngày thứ năm đấy ạ. Ngày thứ năm ra đến đây. Mọi người bẻ.
Nhưng mà người ta bảo là xây nhà làm nhà vất vả, nhưng mà nhìn nó hom hem, nhưng mà nhìn hai ngon nghẹt con rực rỡ nhá. Trước anh làm nhà là anh vất vả, nhìn nó tụt đi kinh lắm. Nhưng mà lúc mà anh làm nhà anh có áp lực không? Áp lực chứ, thật nó. Nhưng bây giờ cho anh làm nhà chắc anh làm sẽ đẹp hơn. Tụi em là vẫn trong thời gian chờ cái bản vẽ thiết kế đó, nhưng mà tụi em vẫn quyết định là sẽ đi ra đây. Tại vì nhiều khi mình cứ chờ, mình cứ nói là này kia thì nó lâu, không biết khi nào mới ra thực hiện được cái lời hứa. Nhưng mà cái này con cá này rất là quý, mời anh Dũng miếng con cá. Cảm ơn em nha. Đang còn hơi ấm ấm đấy. Mới đúng rồi. Dạ em cảm ơn. Tôi cảm ơn anh. Con này là nướng than hoa. Nướng than hoa. Cảm ơn nhé. Thực sự anh em mời chị anh. Là hàng thiên nhiên. Em nghe nói là con này là có thể hiểu làm mà ăn gỏi. Ăn gỏi đúng không anh? Nhưng mà hôm nay khi mà lúc lấy về, lúc họ gửi ra ấy, nhưng mà nó ngất rồi. Nó không còn đấy nữa. Mới có nghĩa là anh mới ra lệnh cho đi kiếm từ sáng thôi. Đấy, có nghĩa là bắt được nó trong ngày hôm nay thôi. Mà thật ngọt lắm nhá. Bạn Thắng kể là sống ở trong hang hay đâu đấy đúng rồi. Đấy, con cá hiếm hiếm mà sống ở trong hang đúng không? Em nghe nói lâu lắm rồi nhưng mà con nào nó cũng có một cái xanh xanh ở ấy này. Anh ơi. Đấy. Nãy giờ không biết mày nào. Sống rất là lâu năm rồi. Cái này là bình thường bắt chỉ con nhỏ nhỏ bằng ngón tay thôi. Mạc Minh ở Hà Giang thì Mạc Minh biết mà. Không cầm con này. Mà thịt thơm. Dòng cái dầm xanh này nó hiếm lắm, thịt rất thơm. Nếu khi bắt được con này. Con này nó nếu mà giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền một cân tươi? Con này nó rơi vào khoảng 800. 800 một cân tươi. Nhưng mà vấn đề là nếu mà những con to hơn trên một cân nên là toàn triệu ấy. Nhưng mà con càng to giá trị càng cao. Đắt nhất trong dòng cá. Bây giờ cũng một số nơi thấy bảo bên ấy họ cho nuôi nhưng mà thực ra là nuôi không thể như này được. Em chia sẻ một chút với cả nhà là cái cá này tập trung ở khu vực Hà Giang nhiều nhất và một chút ở Tuyên Quang. Đó, cái dầm xanh này. Bên Tây Bắc cũng có. Nhưng mà nó lưa thưa. Chân chỉnh thế mai bạn. Anh Vũ chỉ ra Hà Giang thôi. Con này dầm xanh. Dầm xanh. Con anh Vũ thì đây này, nó dạng như này. Con này là em của anh Vũ này. Thật. Con anh Vũ nó cũng dạng bé như này thôi và nó cũng ấy như này. Nhưng mà nhiều người dễ nhầm cá dầm xanh lắm nhé anh Thắng nhé. Anh ơi, em thấy xương nó cũng gần giống giống kiểu xương của cá chấm đúng không? Nhưng mà em ăn thịt cá ngon không? Thịt ngon anh, ngon. Thơm. Nó thơm thơm ấy. Thơm. Không phải tẩm ướp gì nhiều mà thơm nhỉ. Có đợt nào anh Thắng chỉ đi câu đây cho cái lưới câu xuống cái lỗ và có nước sạch cái xong bên bắt được con cá dầm xanh. Đợt này Dũng Diễm mà đây một tháng thì đi trải nghiệm nhiều thứ lắm. Cho đi bắt cá, bắt kiếp, bẻ măng. Bẻ măng trong rừng anh nhỉ? Leo núi. Bảo cho leo đẹp 8 giờ 3. Mình là có việc về trước rồi. Xe mũi Hà Giang có dẫn mũi Cà Mau thôi. Chứ rồi. Em xin thông báo tin này với anh Thắng. Không biết anh Thắng là có buồn ở mức độ mấy. Là anh Cua là hiện tại là đang bệnh nên là nói là cũng xin là khước từ anh. Thế à? Chưa ra được. Thế là mai là kỷ luật ánh cua nhá. Em không bái rồi đấy. À, rồi rồi, đấy, mời ông bạn. Lâu quá là không gặp nhau rồi. Tông ơi, cái Diễm đó, mình mời Diễm cái rượu nha. Tiếc quá nó nhé, là phải xuống đến Hà Nội ấy. Trước khi nhưng mà hôm nào đưa về là phải đưa về Hà Nội. Trước ngày anh em mà có mặt tại Hà Nội thì bạn Thắng là có gọi điện. Anh Tú ơi, em đến đón ở đấy nhưng mà đột xuất quá. Có việc. Anh Thắng nói là lần nếu mà vài bữa tụi em về là chắc chắn sẽ đưa về Hà Nội nhưng mà em bảo là đưa về Hà Nội thật ra là chưa có đủ thân tình để là tới thành phố Hồ Chí Minh. như anh là đã hẹn là đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Kinh quá nhỉ. Xong em lại đưa anh quay ra. Có nên làm chuyến đấy không anh nhỉ? Xong lại đưa anh nhận cho Mạc Minh rồi mà. Anh nhận cho Mạc Minh bảo là anh em mình đi xuống Hà Nội mà. Anh em chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà lúc anh Tú gọi bảo là anh đến Tuyên Quang rồi. Không, Thắng còn gọi 2 ngày trước nữa rồi. Hôm nay anh còn ở trên Sơn La, Hòa Bình thôi. Không, cái hôm mà tôi gọi ông ấy ở Sơn La, Hòa Bình ấy là tôi đã bị bảo Mạc Minh rồi. Là anh em là đi đón Dũng Diễm. Dạ. Em cũng xin phép và thay mặt cả Phạm Dũng là cũng cảm ơn anh. Thì anh là có lòng định đón tụi em đi chơi Trung Thu. Nhưng mà do công việc nên là chưa đi chơi Trung Thu. Nếu mà Trung Thu vẫn còn mà. Trung Thu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bọn em mà ra đợt này mà không đi Trung Thu Tuyên Quang thì
anh cũng có lỗi mà bọn em cũng ai nấy các mà sức khỏe nha, lớn nhất ở Việt Nam luôn, đúng rồi, mà ra cả báo chí quốc tế luôn mà rồi. Tại vì thế này, rằm tháng 7 chưa tới mà đã rước đèn rồi, mà lạ trung thu ở Tuyên Quang là không phải cho trẻ con háo hức đâu mà người lớn lại háo hức hơn trẻ con nhất là ăn nước. Nhưng mà có quanh ở quảng trường Tuyên Quang hay là ở khu vực tất luôn khắp khu vực thành phố về đến Mỹ Bằng quê anh. Quảng trường của Tuyên Quang là cực kỳ đẹp. Nhưng mà nếu mà nói về trung thu thì Tuyên Quang là em nghĩ là đứng đầu về việc là lồng đèn rồi các thứ vui chơi. Nó đứng đầu luôn. Chắc là nếu mà sau thì chắc chỉ có sau cái gì ở bên nước ngoài nhỉ? Thế kế hoạch đi của Diễm là một tháng thì phải lùi lại thành 38 ngày rồi mới kịp trung thu. Hôm nay không cần gì phải vào đúng trung thu đâu. Mình đi chơi chị, sớm ạ. Bây giờ chơi tẹt vô rồi không mưa là thoải mái. Đấy là đã có hình ảnh là đã mang một số cái ra tập duyệt rước con rồng rồi nhá. Đấy là không phải tập duyệt đâu mà bà con là đã chơi, trước chơi luôn đấy. Chơi cả rằm tháng 7 luôn. Còn cái mô hình mà để thi là bây giờ nó chưa xuất hiện đâu. Đến mà ngày cuối nữa họ mới bung ra. Tháng 7 mà Tuyên Quang nó chơi rằm trung thu luôn. Có nhưng mà biết là mấy vui anh ạ. Chơi gì chơi nhưng mà ăn no, em đang nói bụng em thấy bên kia là cái vịt cổ xanh đúng không anh? Đúng rồi. Hôm nay mình làm món gì vậy? Nướng. Dạ. Xoay lại. Xoay dạ. Anh em mình xoay thôi chứ các bạn các em lại trang trí theo kiểu mẹ. Xoay là xoay bằng cơm đấy. Bằng cơm. Rồi. Anh em mình ngồi miếng thôi nha. Diễm ra đòn. Đây mời thầy. Bạn Diễm thì bạn gấp là chuẩn nhất rồi. Đây miếng này là em biết anh dạo này cũng vất vả. Em mời anh. Anh có sức đi, mong anh vài bữa là đưa cho em đi khám phá Hà Giang nha. Bơi tốt luôn. Mời thầy Mạc Minh nha. Vâng. Xong lịch Mạc Minh cũng đi cùng luôn chứ? Dạ có anh ạ. Em dùng hai chân hai tay. Xuân Hữu, Xuân Giết thế nào? Xuân Hữu. Chiều mai em có lịch bấm máy với VT1. Ai à? Ai à? VT1 à? Đấy là Tổng ơi. Tôi cũng mời Tổng trước. Chúc mừng Tổng nha. Hay là thiên cơ không thể lộ. Đang tìm hiểu về văn hóa then. Đấy. Nói về câu chuyện mà thầy đi dạy. Tự hào mình là học trò, em học trò cũng mấy rồi. Mày nhớ trong clip là nhớ nhắc đến anh tí nhá. Nhưng mà lúc mà nhớ tôi Tùng nhá. Người ta hỏi anh là có học trò nào mà ấn tượng nhất không thì anh nói là có ông bé ở trong Sài Gòn nó bán củ dừa là học trò chắc rồi. Em đón xem. Vừa bán. Nếu có nói thế trên nói chuyện với phóng viên thì bị cắt. Mời cả nhà nha. Quay rất ai nhiều lên 3 giây à? Đúng là khả năng là không bắt đâu. Không biết rồi. 30 phút à? Chương trình ấy. Quay 2 ngày anh ạ. Câu ấy là cắt cái câu nói về ăn Diễm bán củ dừa ấy. Anh Dũng ơi, cực ngon luôn. Bình thường mình hay ăn luộc ấy. Vịt cổ xanh này xào luộc hay là nấu món gì cũng ngon các bạn. Cái này hay nè anh này. Nướng. Thật ngon quá hả? Chắc là ngọt. Con vịt này hôm nay là anh em mình đi thăm làng nó hen bèo ấy đúng không? Đúng rồi. Cái này chấm cái gì nhỉ? À anh em đến chờ là đi thăm làng rồi à? Dạ đúng rồi. Đi thăm lúa này kia rồi anh. Lúa đang đẹp. Lúa đang non rồi đấy. Nhưng mà món này ngon quá. Tầm hơn tháng nữa là chủ đồng anh ạ. Bắt đầu đi vào vụ gặt. Thôi sư hôm nay không có chai nước lọc ra để mời anh em à? Không. Em thấy mà đi là anh có nước lọc mời anh em không? Anh Tú ơi, em quên anh tí. Đây, mời anh. Đồng khởi với anh nhỉ? Đây, anh em mình đồng khởi chung một phát đi nhờ. Đồng khởi đi. Nào dô gái nhá. Có to như gái nhá, bên kia quá hơi nhỏ quá. Cho bao. Nó không uống được rượu anh. Ờ cạch luôn dô cho nó máu. Đi lấy chai nước lọc về. Giống như mọi khi vậy. Anh cứ chạm đi, anh sửa không sao đâu. Ở đây ai cũng dễ tính, không ai bắt lỗi. Môi Diễm nó bảo này nó phải say. Anh mà mời nước lọc mà anh cua say luôn này biết rồi. Anh em các bác xem đừng có trách anh cua nhá. Nhưng mà hôm nay không có anh cua nên anh cú là cũng hơi mạnh mạnh đấy. Thôi anh phát động cho có tinh thần nha. Rồi. Nào, anh em ơi. Hay ba. Hay ba. Hay ba. Đấy, anh sự ra đòn rồi đấy. Lòng tí anh em coi chừng. Tuyệt vời. Quá đã. Mà à mua củ dừa thì xào mới là không phải lòng mà kể cả lườn con vịt này hay là thịt bò biết ngon cực kỳ. Mỡ một chút là ngon. Hôm nay đầu bếp ăn chay ăn nhất thì xào không
ăn cũng tuyệt vời. Giòn này anh đầu bếp xào em thấy ướp gia vị em kỹ đấy, cái củ dừa của em nó sẫm màu luôn. Không bạn, đây xào không cho cả tiết. Mời cả nhà nha. Em cảm ơn ạ. Dạo này hình như Diễm uống lên cơ rồi sao không nhỉ? Ôi, hay là ba tháng rồi chưa được uống chén nào? Không, vừa rồi anh em uống một phát là anh Hải anh gục luôn. Thế à? Ôi, dạ, dạ, dạ. Không biết có phải không anh Hải anh xem video mà chết. À, anh Hải đi Trung Quốc thì cũng có đang có hẹn anh em mình đấy. Dạ. Không biết là sẽ gặp nhau ở đâu thôi. Chắc là về đấy. Cái củ dừa này mà giờ có thêm bát cơm trắng á. No bụng luôn. Ăn ngon lắm. Em ơi, cho bát cơm trắng. Còn trong này là cái gì vậy? Cái này là món ấy. Món rất đặc biệt luôn. Rừng của người Tày. Cho em khai đũa luôn. Món gì vậy? Cái này là bi chuối rừng. Bi thịt băm với cả các loại. Bí mật thì em phải mở ra cơ. Bi là bắp chuối đúng không anh? Đúng rồi. À, món này gọi gần giống như là nướng pho đúng không anh? Đúng rồi, gần giống món của Thái ấy, người Thái. Đấy, anh thấy em nhớ hay chưa? Chuẩn. Cái này thêm cái khác là nướng với bi chuối nhỉ? Nhưng mà có một cái khác biệt so với nhiều nơi em đi ăn là nhà hàng anh Thắng làm khá là bự và đầy này. Đây à? Này, nhấn sâu hơn thế nữa. Hôm nay nó còn làm bé đấy. này còn không dặn trước. Cái này mà kém với xôi thì hợp. Mấy cả nhà hàng anh là 100% là bi chuối rừng luôn. Anh là phải đi rừng để... Đúng rồi. Anh là có một đội tinh nhuệ lắm. Chuyên đi lấy cái này. Trong này là có bầm này là thịt heo hả anh? Đúng rồi. Đây, cho anh cái đĩa luôn. Bát bên này là... Lá đắng. Hơi khác so với nướng pho một tí anh nhỉ. Em mời anh Sự à. Rồi anh xin. Dạ anh ăn có sức mấy hôm nó dẫn đường thì em lên cầu ăn mèo bạc. Anh chỉ sợ mà anh không kịp đấy. Không anh đi chậm rồi. Anh bị phanh chân ga rồi. Thơm quá hả? Nhưng mà mình dễ vậy đó. Anh Sự mà có sức hơn nữa. Là còn thơm quá. Còn nóng nó kìa ở dưới. Thơm quá rồi. Ở bên dưới nó còn bốc khói. Cái này là anh em nó bọc giấy bạc. Nên là giữ nóng luôn lâu. Chảy ngon đấy. Em hiểu mời anh Thắng nha, chúc mừng kiểu tóc của anh. Chuyện này em thấy anh suy nghĩ lắm hả? Kiểu tóc của anh suy nghĩ nhiều. Thay đổi và nói chung là rất nhiều người. Sau chuyến xuyên Việt là về. Về là mình quảng cáo cho bên dầu gội đầu. Khả năng chuyến này về em cũng cắt tóc giống anh. Ờ đấy à? Được đấy. À, hôm nay thì em ra đây là lẽ ra là do là xe em khóa hồi nãy em chưa kịp lấy, em chưa kịp chuẩn bị á. Đồ cũng cái em có nhận một cái phần quà của một khán giả của tất cả anh em mình là 1.000 đô và anh có nhờ em là khi mà đi ra trực tiếp ra Hà Giang thì trao đến anh Thắng để anh Thắng là có thể là hỗ trợ bà con. Thế thì phải để riêng lên, một hôm nào đó mình làm một cái lễ long trọng vào. Dạ. Chào nó mới xứng đáng. Em chỉ thông báo là em đã mang nó ra tới đây rồi. Còn khi nào mà lên tới trên Mèo Vàng thì anh em mình làm cái lễ thông báo để cho mọi người biết. Tại vì là lên Mèo Vàng cả anh em Thắng với cả Dũng Diễm là còn làm nhiều lễ lắm. Đây lại là quan trọng là hải sản nữa anh. Đấy là khởi công một ngôi nhà này và khánh thành một ngôi nhà này. Đây là hai ngôi nhà mọc lên ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Những ngôi nhà mơ ước của bà con. Và đặc biệt nữa là mùa mưa này những cái gia đình đấy là không bị thiếu nước. Mái tôn được hứng nước cực sạch luôn. Tới này em lên là em uống nước trực tiếp ở đây luôn. Trước đấy là bà con dùng máy bia rô. Đó, em phải làm ngụm nước đấy cho nó mát gan. Món này ăn hay anh ha? Hay không? Dạ. Nhiều hoa chuối. Đúng rồi. Hoa chuối rừng nữa, ăn kiểu nó hơi giòn một tí. Hay mọi người trộn không đều, chỗ em nhiều hoa chuối sao? Anh toàn thịt này. Không, ý là hoa chuối nhiều là ăn nó giòn ngon ấy. Khả năng trong do người gắp rồi anh ạ. Kiếm gắp cho anh nhiều thì... Ý là mà có thịt. Cái hoa chuối dùng này tốt. Đúng rồi. Cái này thịt là mình dùng thịt heo anh. Chắc
chờ anh Tú mời lại chưa thấy. Thôi em mời anh Tú vậy. Anh em mình đi ra chuyến này không? Mời anh Tú nhá. Okay. Anh em đồng hành với nhau bao năm tháng rồi nha. Đâu anh mời Diễm nào? Do vừa lấy anh đang nhìn cảm ơn đã dùng Diễm rất nhiều, chờ đợi lâu lắm rồi đấy thật. Anh lúc đấy vào làm là mời được hết anh ạ, công bố là bốn ngôi nhà, ngôi nhà của bọn em là chờ đến ngôi nhà cuối cùng. Cái này thì mọi người cũng thông cảm là tại vì gia đình là cũng có một người cũng già yếu và ở với một người con vợ rồi vợ chồng trẻ nữa ở đấy nữa. Thì anh em mình sẽ cố gắng tranh thủ lên vì thời gian qua thì nếu mà khán giả ở kênh Phạm Dũng là anh Thắng theo dõi thì cũng biết là tụi em cũng vừa khởi công xây dựng nhà của em, nhiều việc quá nhỉ. Dạ. Nên là đợi cúng động hộ khởi công xong rồi tụi em mới lên đường được, nên là cũng hơi chậm trễ một tí đấy. Dạ. Nên là em cũng xin lỗi, em uống hết ly. Anh uống nửa ly à? Mà nên là nói hết chứ. Rồi thì tiết lộ với Diễm một chút là Phạm Dũng Phan Diễm là bây giờ tín mông rất nhiều người biết đến. Cái khu vực tùa và đi dịch cái tên của em ấy ở đâu trên Hoàng Bạc Đá hầu như ai cũng biết ở trên đấy họ quý người á, thôn đấy họ nhớ những cái nhà hảo tâm giúp á. Em không biết là bạn anh Tủa thì cũng phải gửi lời cảm ơn tới anh Tủa, tại vì em cũng có theo dõi thì cũng thấy là anh Lâm là một người đồng hành với bà con và cũng theo dõi suốt cái căn nhà mà tụi em xây dựng tặng bà con đó, thì các anh cũng cảm ơn. Lúc đấy đúng lúc anh đi xuyên Việt thôi. Dạ, nên ảnh thay anh. Lúc đấy là xây móng xong rồi anh bắt đầu đi xuyên Việt thì là nhờ Tủa hỗ trợ giúp đỡ. Sau là những ngôi nhà sau cũng đều là Tủa giúp đỡ. Dạ. Còn phía những ngôi nhà bên này thì có bạn Hiệp trước đi làm caramel ấy, em gặp ấy. Dạ. Nhưng mà em tiết lộ mọi người nha. Kiểu đang nhậu hơi hơi nha, xong mình làm cái bát canh chua này. Cái này đừng cho nó uống cái này, nó tí nó tỉnh rượu mà chết. Không, uống cái này ăn một bát canh này cảm giác là mình muốn nhậu tiếp ấy. Tí nó tỉnh cho mình là phê. Anh em mình phê đấy. Thầy mời Diễm nhỉ. Em là Giang Anh. Dạ, chúc mừng thầy, nhưng mà thầy có đi Đồng Văn Mèo Vàng với tụi em không? Thầy chuyến này không đồng hành anh em mình người được. Vướng là lịch quay cùng với bên đài. Em đi này rót luôn để uống với cả Tú đầu kéo cái. Đây tôi uống với ông đi. Cảm ơn ông. Lần đi lần về nhé. Từ hôm xong kết thúc hành trình xuyên Việt là anh em mình mới gặp lại nhau á. Nhưng mà mặc dù là ông vũ lượn vòng 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 Hà Giang rồi đấy. Tôi bảo chơi. Lo sợ đi Hà Giang nhiều quá. Bác nên là tôi đợi cái dịp trọng đại mà Dũng với Diễm ra nên là mình lại quay lại tiếp. Lần này lần thứ 5 rồi, cái đầu năm. Không kể lần chứ. Năm lần đúng rồi. Nhưng mà bạn Tú bạn là giúp xi măng này rồi là giúp những cái mà phải nói rằng rất là đặc biệt đến với cả bà con ở Hà Giang. Dạ. Lần này có cả cá khô nữa. Những người làm đường ấy là như Mạc Minh giúp lợn này, có nghĩa là giúp những cái lương thực để người ta làm được đường, làm được nhà. Đúng là anh em mình tụi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức mà làm. Đúng không? Anh em đây là bà con trên bản gửi tặng ấy chứ không phải nhà hàng có đâu nhá. À, chứ không có bán hả anh? Không có, đây là rằm mà chung những người mà mình giúp đỡ ấy là họ ấy gửi ra cho. Đây là giới thiệu tút, đây tại sao gọi bánh trưng gù. Nó cứ u đây. Rất là nổi tiếng nhá ở Hà Giang nhá. Đó, đây gù à. Đó, em thấy gù chưa? Đây gù đấy. Cái này nó chưa rõ lắm đâu, có cái nó gù hơn nữa cơ. Gù mặn hơn. Sống như khủng long mà. Để em coi cái này là màu đen hay là màu trắng đây. Cái này anh đoán là nửa trắng nửa đen. Mọi người đoán là cái màu gì? Màu đen. Anh đoán màu gì? Xám xám. Màu xanh. Màu xanh à? Mình với anh là đoán màu xanh. Màu đen. Màu đen là màu em rất là thích màu này. Đây. Bạn coi này. Biết cái bánh đó. Bánh trưng gù ấy. Bánh trưng gù. Của bánh trưng gù là bà con người Dao. Cứ vào cái lễ dịp ngày Tết ngon nhất ngày rằm bà con sẽ làm cái bánh trưng gù bằng lá dong. Bằng lá dong rất là ngon. Ôi. Ôi. Đặc biệt là biết được cái đặc biệt ở đây là như nào không? Bánh chưng của những cái người mà khó khăn ấy đa phần là rất ít nhân. Các bác cứ mở ra xem đúng không? Nhưng mà mua ngoài chợ thì nhân to, thịt to nhiều. Nên nếu mà để biết là người bà con làm tặng hay là cho là biết ngay. Chứ không là đến lúc mà các bác lại bảo
nói dối. Đây là có người chuẩn tặng đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà tháo cái bánh này ra thì có thể là hỏi anh Thắng một tí là thời gian vừa rồi thì em cũng được biết là ở Hà Giang của mình là sạt lở rất là nhiều ấy. Thì bây giờ tình hình thế nào rồi anh Thắng? Tình hình bây giờ thì đã tạm thời ổn định rồi. Là cũng bên chính quyền địa phương, nhà nước cũng giúp đỡ rất là nhiều. Hỗ trợ để cho thông các tuyến đường. Rồi là những cái bà con mà bị sạt lở thì cũng được hỗ trợ, được đề xuất nên để anh nghĩ là dùng đến mua anh nhỉ. Mà cũng rất nhiều những cái đơn vị tài trợ theo những cái đơn vị của nhà nước ấy. Như bên cơ quan anh này, rồi là các sở ban ngành họ đều hỗ trợ mà. Nếu mà có gãy đổ thì đừng mất đấy. Ô, đúng như anh Thắng nói là ít nhân đúng không? Ít nhân. Nhân là nhân đậu xanh nha các bạn. À, không có thịt đâu, bà con là gói không thịt. Thật sự luôn. Quá quý rồi. Đây. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Tình cảm bà con, con, bà con mới gửi tặng cái này anh nè. Thơm quá hả? Cái này mà rán lên ăn cũng rất là ngon đấy. Dạ. Em lần đầu tiên em đến với Tây Bắc ấy. Vâng. Món đồ ăn mà em rất ấn tượng luôn là cái bánh chưng gù này. Bánh chưng đen. Em được ăn lần đầu tiên ở Bắc Hà. Dũng có nhớ lần đầu tiên anh em mình cũng ăn ở trên đấy. Cái này nó không được đen như bên Bắc Hà. Còn ăn với kiểu mà bà con ở đây là nấu nó kiểu dạng nhiều kiểu dạng bánh giò. Làm cái này kỳ công lắm đấy chứ. Mỗi người một miếng. Tại vì quà của bà con trên bản đúng không anh Thắng? Vừa là cái món... Ông chính anh Sự trở về đấy. Em xin anh Sự ơi. Sự ta xin rủ. Anh đầu tiên hả? Dạ, cầm tay đầu tiên hả? Rồi, anh chị. Ôi nhưng mà khi mà mình cắt ra vậy này, rất là dẻo luôn nha. Các em yêu tiên miếng trước, miếng trước. Chắc là ngon á. Anh thưởng thức đi. Dẻo anh nha. Được rồi. Gạo nương quá. Dẻo, cái này là bằng gạo nương đấy. Nếm nương. Rất là ngon này. À, Tết đây. Là bà con hay làm cái bánh này. Mời ông bạn vàng. Ôi, bạn ăn trước đi. Rồi, ông bạn vàng ông cứ rồi. Chối được. Ông bạn này là ông hỗ trợ tôi đi xuyên Việt kinh khủng lắm đấy. Vất vả lắm đấy. Ôi, tuyệt vời. Tôi đến giờ này là hiện giờ là vẫn nhiều quý cô bác là nhắc về Tú xe đầu kéo ở trên kênh Nguyễn Tất Thắng. Là đã mà các bác yên tâm là anh em vẫn chơi với nhau bình thường, chẳng qua là đi ra Hà Giang nhiều quá anh ngại thôi. Em mời thầy. Đấy. Nhưng mà người ta làm sao để nó màu nó hơi kiểu tím tím thế này anh nhỉ? Cái này nó còn có cả ro nữa nhá, ngâm ro chứ anh hả? Ro cho ấy, ro bếp. Bếp. Đốt cái lá cây gì đúng không? Đúng rồi. Rất là dẻo luôn, khác nếp ở đây dẻo. Bánh xưng bà con làm là không có tí thịt nào trong. Đậu xanh thôi. Đậu xanh. Đậu xanh, ừ, đậu xanh thôi. Em mời anh ạ. À. Đậu xanh em cảm giác là còn hơi nhiều. Không phải đâu, như này là ít đấy. Em mà mua bánh xưng gù Hà Giang họ cho bánh, cho cái nhân này ít lắm. Không, ý em nói là cái so với bà con là nhiều anh ạ. Đây em mời anh, miếng bự luôn. Đây rồi này. Kiểu ngay miếng bé mình đi cho Tú. Anh đúng là câu cá. Phát hiện ra một điều. Anh Dũng thưởng thức một miếng của bà con nha. Phát hiện ra điều anh em có thể ăn kèm với cái kia cũng rất là thơm luôn. Cái gì cùng anh em mình vô khoan nha. Bí chuối à? Nhưng Tú nó chém hết rồi, cho Tú miếng khác. Miếng bé của mình rồi. Ngon lắm anh ạ. Đâu chờ xô gái, Diễm bảo rồi mà, anh em vừa chén tiền rồi. Tôi cắt ra, tôi cắt xong rồi hết tố con nhân rồi. Mình xóa hết rồi. Nào, ai còn rô nhá. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3. Ăn. Cái này là giống như Thắng nói vào giống như kiểu chú bắt giới ăn quả sâm ấy nhỉ. Chưa kịp ngon, biết ngon hay không ăn hết rồi. Mùi rất là thơm luôn. Dẻo thơm. Cái nếp rất là ngon anh Thắng. Đúng rồi, gạo gạo nương. Gạo nếp nương ấy. Ăn ngon lắm. Thật sự là rất là ngon quá. Bánh này không phải bánh của người Tày mà người Dao. Mình nói thật là ăn kèm với cái này. À, ngon lắm, thử một lần. Diễm thử đi. Mình ăn cái chỗ cái phần này này, cái phần nếp không nhưng không hề là bị nhạt nhẽo nha. Nó cái hậu của nó ngọt và đặc biệt là rất là thơm luôn. Ngon. Cái là kèm một chút củ kiệu đó mà thế mà. Củ kiệu. Như là trong miền Nam ăn bánh tét. Không, thực sự rất là ngon cái bánh này luôn á. Ở ngoài này là ít làm mấy củ kiệu. Vâng. Diễm ơi, hành muối á. Với cái kèm cái bi chuối ra, ăn thơm cực kỳ luôn. Dạ. Em thử một lần ngon lắm. Không ăn là hối hận luôn đấy. Em thử đi. Để em nghe lời em nha. Đấy là mấy người ăn trước rồi không được thử nữa rồi.
Nhưng mà thầy nghĩ đấy, có tỏi nó ngon hơn đấy chứ. Ừ. Em thử xem. Không, em muốn thử. Lý Sơn. Ủa, hồi đây em có tặng anh 1 ký mà. Thế rồi. À, hai em có tặng tụi anh nhưng mà tụi anh hôm đấy là về cũng là tụi anh bị quên mất. Là không quên. Quên ở cửa hàng. Quên đâu? Quên ở cửa hàng. Đâu? Không quên đâu, mang anh em hết rồi. Yeah. Bọn ông không nhớ, bà mà là đem tận nhà Trang em vẫn ăn. Nhà Trang không à? Ừ. Thơm không? Đó. Hết rồi anh. Nhưng mà em ấy thơm lắm. Thế là hôm đấy là anh em ăn không nhỉ, em vẫn thấy ngon. Nhưng mà ăn đêm nay này ăn không là mình thấy ngon tuyệt vời rồi. Ngon là hôm nay là phải cảm ơn anh Thắng, anh Trung Nữ này, anh Mạc Minh và anh Sự rất là nhiều. Mọi người đã dành thời gian và tình cảm để về đây đón tiếp anh em mình một bữa ăn quá tuyệt vời như này. Bởi vì ngày hôm nay là mọi người ai cũng mệt, các đoàn anh Thắng là bận bịu từ sáng sớm, là em đã thấy đăng cập nhật trên Facebook là đi làm từ sáng sớm rồi. Anh là kiểu phải chạy tranh thủ xong là lại phải về quê quán luôn. Cảm ơn bạn Dung Diễm và bạn Tú Xe Đầu Kéo, em Xuân Hữu và Mạc Minh hôm nay thì cũng đã đến Hạ Thành Quán, và phải đặc biệt nữa là đón Dũng Diễm và bạn Tú Xe Đầu Kéo đến với cả Hà Giang. Lần này Thắng rất mong rằng là các bạn đến với Hà Giang có cái thời gian nó lâu hơn để trải nghiệm và khám phá Hà Giang, tại vì là Hà Giang là mỗi một mùa hay là mỗi một cái thời điểm đến nó khác nhau, và Thắng cũng chỉ mong rằng là các bạn đến để chia sẻ được nhiều những cái hình ảnh về Hà Giang, những cái phong cảnh đẹp để mọi người biết đến, cũng như là chia sẻ giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc. Và ngày mai thì Thắng thì cũng không biết là ngày mai là anh em Thắng đã đi được chưa, nhưng mà ngày mai thì một cái ngày mà Thắng sẽ đồng hành cùng với cả Dũng Diễm đấy, sẽ ở Hà Giang và đi những cái vùng mà nó đẹp, rồi là đi đến Mèo Vạc và nơi mà Dũng Diễm đang tiến hành giúp đỡ những cái ngôi nhà đầu tiên ở đó. Ngôi nhà số 1 đã xong rồi và tiếp tục ngôi nhà số 2. Và cũng như bạn Dũng chia sẻ thì bạn ấy muốn giúp đỡ đến 10 đến và rất rất nhiều những ngôi nhà nữa. Nên Thắng mong rằng là quý cô bác anh chị hãy ủng hộ cho kênh Phạm Dũng và Phan Diễm, những cái mặt hàng ở trên kênh, và đăng ký và chia sẻ nhiều hơn nữa để cho các bạn mặc dù rất trẻ thôi mà ở rất là xa và trở đến Hà Giang để giúp đỡ được nhiều những cái hoàn cảnh như vậy, là anh Thắng rất là quý. Và mọi người ở trong kênh của anh rất là ghi nhận những cái đánh giá và góp ý ở Phạm Dũng và Phan Diễm rất nhiều. Phải nói là tới Hà Giang thì lúc nào tụi em vẫn nói là về Hà Giang như là về một quê hương của tụi em, về một ngôi nhà. Tại vì sao là có ở đây có mọi người, các anh tiếp đón rất là nhiệt tình, nên là mình về cảm thấy rất là gần gũi. Còn ví dụ như cái mong muốn của tụi em mà làm sao với cái sức lực của mình có thể lan tỏa giúp cho mọi người nhiều nhất trong cái khả năng. Thực ra thì Hà Giang là một nơi mà rất là xa xôi, và đôi khi không phải ai cũng có nhiều cái thời gian ấy để đặt chân tới đây. Với cái nhiệm vụ mình làm YouTube này, mình có thể có nhiều thời gian này, và mình có thể di chuyển thì 10 hay có thể hơn hoặc có thể chưa tới đi, thì tụi em vẫn mong làm sao là tất cả anh em mình giúp ít giúp nhiều hay là nhỏ hay như thế nào, chỉ cần trong khả năng của mình thôi, mình cứ lan tỏa những điều tích cực. Cảm ơn các em nhé. Chúc sức khỏe. 1, 2, 3 Du, 2, 3 Du, 2, 3 Du. Bao nhiêu? Hết. Tuyệt vời. 1, 2, 3 Lên. Rồi, Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác nha.